Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng sản phẩm HALA ngày càng gia tăng, trở thành xu hướng toàn cầu và được nhiều người quan tâm chứ không chỉ riêng cộng đồng Hồi giáo, thì Việt Nam với vị thế nằm trong top 20 nước xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới và là một trong 15 nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới, cũng được đánh giá có tiềm năng xuất khẩu thực phẩm HALA. Tại hội thảo đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm thực phẩm HALA do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia đã cập nhật tiềm năng xuất nhập khẩu các mặt hàng HALA của Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm HALA, cũng như đưa Việt Nam vào danh sách nguồn cung thực phẩm HALA tiêu biểu của toàn cầu. Đại diện văn phòng chứng nhận HALA cho biết, để sản phẩm HALA của doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu sang các nước Hồi giáo, điều quan trọng hàng đầu là phải lựa chọn tổ chức chứng nhận HALA uy tín và được công nhận quốc tế. Một số tổ chức chứng nhận HALA tại Việt Nam tuy có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận, nhưng nếu không được công nhận bởi tổ chức quốc tế, chứng nhận của họ sẽ không có giá trị xuất khẩu vào nhiều nước Hồi giáo. Việt Nam chúng ta có những cái điểm thế mạnh về các cái mặt hàng về thủy sản, nông sản cũng như là các cái sản phẩm chế biến, thực phẩm chế biến, thì đây cũng là những cái sản phẩm mà người Hồi giáo rất là được ưa chuộng, ví dụ như các mặt hàng thủy sản, cá tra, tôm, các cái mặt hàng về nông sản như tiêu, cà phê, điều, rồi các cái mặt hàng chế biến nước giải khát vân vân, thì người Hồi giáo rất là quan tâm và ưa chuộng các cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì người Hồi giáo họ rất là quan tâm đến chứng nhận HALA, cho nên cái việc mà doanh nghiệp cần phải đạt được chứng nhận HALA là một trong những cái yêu cầu mà doanh nghiệp cần chú trọng. Hiện nay các cái thị trường Hồi giáo có những cái quy định riêng, mỗi một thị trường họ sẽ có những cái yêu cầu về chứng nhận HALA, hoặc cũng có thể hiểu rằng là họ đã đưa cái chứng nhận HALA là một trong những cái rào cản kỹ thuật. Vì vậy thì khi xuất khẩu sang thị trường thì chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là về các cái yêu cầu xuất khẩu cũng như là những cái yêu cầu lựa chọn tổ chức chứng nhận HALA được công nhận tại thị trường Hồi giáo. Cái thứ hai là sẽ phải tìm hiểu các cái văn hóa tiêu dùng cũng như là đặc điểm kinh doanh của từng khu vực. Đối với cái sản phẩm xuất khẩu theo sang các thị trường các nước Hồi giáo thì thực sự là phải có chứng nhận HALA. Và đối với cái thị trường này thì họ rất là ngặt nghèo, bởi vì phải là sản phẩm mà có chứng nhận là phải đặt chữ tiêu chuẩn về HALA, là phải đảm bảo được vệ sinh, sạch và thuần, không có cái những yếu tố tạp chất bên ngoài tác động thì mới có thể đạt được chứng nhận đó. Và khi đã thâm nhập vào thị trường này thì được cái là khách hàng họ đã tin tưởng thì có rất nhiều cái lợi thế để thành công và dung lượng thị trường rất là lớn. Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều quốc gia đã có kinh nghiệm và uy tín trong việc xuất khẩu các sản phẩm HALA như Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Ngoài ra, văn hóa tiêu dùng tại thị trường Trung Đông và Châu Phi có nhiều khác biệt so với Việt Nam, từ cách thức tiêu thụ sản phẩm, sở thích về hương vị, bao bì, logistics cho đến phương thức quảng bá sản phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ, triển lãm quốc tế hoặc đoàn công tác thương mại do chính phủ, hiệp hội ngành nghề tổ chức để từng bước nắm bắt cơ hội thâm nhập thị trường tiềm năng của sản phẩm HALA. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên chú trọng phân tích và đánh giá rủi ro trước khi quyết định mở rộng thị trường HALA.